Đoạn video hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về nấm lim xanh. Nấm lim xanh là vị thuốc được sử dụng rất sớm trong đông y. Dược điển cổ thần Nông Bản Thảo đã đề cập đến công dụng của nấm lim xanh là bồi bổ cơ thể, chuyên dùng cho vua chúa. Qua nhiều nghiên cứu, y học hiện đại vẫn chưa khám phá hết những lợi ích của nấm lim xanh đối với sức khỏe. Thực tế, nấm lim xanh chữa bệnh gì? Với thành phần phong phú, các dược chất quý, hàm lượng cao hơn trong nhân sâm như polysaccharide, germanium, selen. Nấm lim xanh dùng phòng ngừa và hỗ trợ điều trị cho các nhóm bệnh nguy hiểm sau. Một là ung thư và các dạng u bướu. Hai là bệnh gan, viêm gan, virus BC, gan nhiễm mỡ, xơ gan. Ba là tai biến mạch máu não. Bốn là bệnh gút. Năm là viêm khớp, đau nhức xương khớp. Sáu là tiểu đường, đái tháo đường. Bảy là đau dạ dày, tá tràng. Bạn không còn phải thắc mắc nấm lim xanh chữa bệnh gì khi biết thêm một nhóm tác dụng của nấm lim xanh. Đó là sử dụng nấm lim xanh mở ra cơ hội ngăn ngừa bệnh tật. Nấm lim xanh tăng cường phục hồi chức năng các cơ quan trong cơ thể như: một là giải độc gan do dùng nhiều bia rượu và độc tố. Hai là tăng cường sinh lực. Ba là giảm mỡ máu. Bốn là ổn định huyết áp. Năm là giảm mỡ thừa, giảm béo, chống tăng cân. Sáu là giải độc phóng xạ sau xạ trị. Bảy là giải độc thanh lọc cơ thể. Tám là làm xanh tóc, chống rụng tóc. Tiến sĩ Nguyễn Văn Hiếu, Phó trưởng khoa 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 học Trường Đại học Nông Lâm, phụ trách dự án Ninh Chi Nông Lâm và nấm dược liệu, cho biết sự thật giá trị khoa học và tác dụng của nấm lim xanh trong việc điều trị bệnh ung thư như sau. Nấm lim xanh có tên khoa học là Ganderma lucidum, thuộc họ nấm lim. Nguồn gốc của tên nấm lim xanh do người dân tìm thấy được nấm mọc ở dưới gốc cây lim xanh. Sau khi dùng có kết quả người bệnh ung thư, người ta đã lan truyền về giá trị và công dụng của loại nấm này. Sau khi xét nghiệm biết nấm thuộc họ nấm lim nên người dân gọi là nấm lim xanh. Trong khi đó, phân tích cho thấy nấm lim xanh nuôi trồng hay nấm lim xanh tự nhiên đều có giá trị dược tính, chứ không phải nấm tự nhiên mới có giá trị chữa bệnh. Về thành phần, dược tính và công dụng của nấm lim xanh. Trong quá thể, nấm lim xanh có nhiều thành phần khoáng chất và nguyên tố vi lượng, trong đó thành phần chính và quan trọng nhất là polysaccharide và germanium, acid gandric và acid gandermic. Đặc biệt trong nấm ninh chi có hàm lượng germanium cao gấp 5 đến 7 lần nhân sâm. Y học cổ truyền và y học hiện đại ngày nay đều dùng nấm lim xanh nguyên chất hoặc chiết xuất của nấm để điều trị nhiều chứng bệnh như cao huyết áp, tiểu đường, chống viêm nhiễm, giảm não hóa, làm mạnh gan, tăng cường đề kháng, ngăn ngừa và tiêu diệt tế bào ung thư. Đặc biệt là loại nấm lim xanh này và lớp bào tử của nấm có tác dụng làm đẹp da và giảm béo. Cách phân biệt nấm lim xanh thật giả. Hiện nay nấm lim xanh cũng có hai nguồn gốc là nấm tự nhiên và nấm nuôi trồng. Nếu tìm đúng loại nấm lim xanh có giá trị dược tính và nhân giống nuôi trồng ở điều kiện thích hợp thì vẫn đảm bảo giá trị chữa bệnh mà an toàn, vì kiểm soát được mức độ ô nhiễm và các chất độc hại. Nếu không có chuyên môn, người dân dễ hái nhầm nấm hoang dại khác có hình dáng tương tự. Nấm lim xanh cũng có nhiều loại, có loại chân dài, có loại chân ngắn, có loại hằng liên tuổi thọ khoảng 1 năm, có loại nấm đa liên rất to và cứng, có tuổi thọ lâu năm. Nên chọn loại nấm hằng liên mới có giá trị, vì loại nấm đa liên sống lâu năm, hóa gỗ, không có giá trị chữa bệnh. Nấm lim xanh có thể điều trị bệnh ung thư hay không? Nấm lim xanh có tác dụng tích cực đối với bệnh ung thư, tuy nhiên tùy theo giai đoạn điều trị và mức độ thích ứng của cơ thể. Nếu bệnh ung thư giai đoạn cuối chuyển sang di căn thì nấm lim xanh sẽ phát huy vai trò nâng cao hệ thống miễn dịch và làm cho cơ thể khỏe mạnh hơn để chống chọi với bệnh, chứ điều trị khỏi hẳn là điều không thể đảm bảo được. Nếu dùng nấm lim xanh để bồi bổ cơ thể và ngăn ngừa ung thư thì rất hiệu quả, đặc biệt đối với các loại bệnh ung thư do tích lũy độc tố mà phát sinh. Cách sử dụng nấm lim xanh. 1. Uống phòng bệnh, mỗi ngày dùng khoảng 5-10g nấm lim khô thái lát, pha với 2 lít nước, đun sôi 2-30 phút. Chắc lấy nước dùng trong ngày, chú ý đun 2 lần mới hết chất. 2 là uống hỗ trợ điều trị bệnh, mỗi ngày dùng 30g nấm lim khô thái lát, pha với 2 lít nước, đun sôi 2-30 phút. Chắc lấy nước dùng,
có thể bỏ tủ lạnh dùng trong ngày, nên dùng thường xuyên ngay khi cả không có bệnh để ngăn ngừa nhiều chứng bệnh và bảo vệ sức khỏe. 3 là cách ngâm rượu nấm lim xanh. Cách làm như sau: 1 kg nấm lim xanh thái lát cho vào bình ngâm từ 10 đến 15 lít rượu, ngâm trong vòng 5 đến 60 ngày là có thể sử dụng được. Những người huyết áp thấp không nên sử dụng rượu nấm lim xanh. Mỗi ngày bạn chỉ nên uống từ 1 đến 2 chén vào bữa ăn, không nên lạm dụng uống nhiều hơn 50 ml sẽ phản tác dụng. Nấm lim xanh đã được chứng minh không độc tố, độc tính. Thực nghiệm lâm sàng chưa ghi nhận trường hợp tương tác với thuốc. Khi sử dụng thuốc tây và phác đồ điều trị song song với nấm lim xanh nên uống cách nhau 30 phút. Chúng tôi có cung cấp nấm lim xanh, nấm linh chi và rất nhiều các loại khác. Các bạn có nhu cầu xin vui lòng liên hệ. Xin cảm ơn.